Chiều ngày tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tiếp tục tổ chức cho các hộ dân xã Tân Dương, Dương Quan đủ điều kiện được giao đất ở vào khu tái định cư Bắc sông Cấm, Bắc Tham nhận vị trí đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm giai đoạn 2. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Đức, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã thông qua các quy định về phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho các hộ gia đình cá nhân tại khu tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2. Phương án giao đất và tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở vào khu tái định cư Bắc Sông Cấm giai đoạn 2 và giải thích cụ thể về các vị trí đất bắt thăm đối với từng nhóm đối tượng. Trong đợt này có tổng số 7 hộ thực hiện việc bắt thăm nhận vị trí đất, trong đó có 3 hộ phụ và hộ đủ điều kiện ra đất có thu tiền sử dụng đất tham gia bắt thăm nhận vị trí đất ở tại khu lô phụ diện tích trung bình từ 60 m2 và 4 hộ có diện tích thu hồi đất từ trên 150 m2 đến trên 300 m2 tại trục đường chính tham gia bắt thăm nhận vị trí đất ở tại khu lô chính diện tích trung bình từ 120 m2 đến 180 m2. Việc tổ chức bắt thăm nhận vị trí đất ở tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm giai đoạn 2, đảm bảo nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch. Ngay sau khi các hộ dân bắt thăm, các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.